Thực hiện chương trình giám sát năm 2022, chiều nay, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát, đánh giá về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. Trong năm 2022, cơ quan điều tra đã tiếp nhận mới 1.673 tiền bán tội giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tăng 252 tiền bán so với kỳ trước cơ quan điều tra đã khởi tố mới hơn 1.000 vụ với 1.682 bị can, tăng 206 vụ, 360 bị can so với kỳ trước. Số lượng tội phạm khởi tố trên địa bàn thành phố Hốc tăng nhiều so với cùng kỳ trước. Nguyên nhân chủ yếu là do sau khi kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, các hoạt động xã hội mở cửa trở lại, tình hình vi phạm và tội phạm có diễn biến phức tạp, tội phạm về ma túy tăng, tình chất tội phạm phức tạp tội phạm xâm phạm đến tài sản danh dự dân phẩm tính mạng sức khỏe của người khác và xâm phạm đến công tác quản lý trật tự an toàn xã hội vẫn xảy ra tương đối nhiều Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định 64 vụ án trọng điểm, 5 vụ án theo thủ tục rút gọn, tổ chức 83 phiên tòa rút kinh nghiệm, đưa ra xét xử 35 vụ án trọng điểm, 7 phiên tòa xét xử lưu động, 76 phiên tòa trình chiếu tài liệu chứng cứ công tác quản lý chỉ đạo điều hành trong thời gian qua có nhiều đổi mới đem lại hiệu quả cao đặc biệt là việc triển khai sự chỉ đạo điều hành của viện kiểm sát nhân dân tối cao thành ủy hội đồng nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn